Bây giờ Hường sẽ hướng dẫn ở cái chỗ làm thế nào đăng ký một hệ thống thư gửi thư tự động. Ví dụ như là hôm trước mình đã tạo một cái form như thế này. Ở đây sẽ thu đó là email, có thể là họ tên, email, số điện thoại gì đó chúng ta sẽ thu một cái form như thế này. À, cái form, một cái form. Sorry. Một cái form. Được không? Đại khái là vậy. Sau đó thì cái hệ thống email của chúng ta nó sẽ đi về đâu? Bây giờ ví dụ như cái form này, mọi người kéo xuống, nó sẽ một cái form thu email đây. Cập nhật, nhận quà miễn phí tài liệu đó, chúng ta sẽ xin là tên email hoặc là chúng ta có thể xin thêm là số điện thoại hoặc là địa chỉ, vân vân, những cái gì mình muốn xin của khách hàng không? Rồi thì sau khi mà họ điền thông tin vào cái form này, tức là cái form này nè, ấy thì hệ thống email của mình nó sẽ đi vào đâu? Đi vào một cái hệ thống gửi thư, gọi là hệ thư tự động, gửi mỗi ngày. Ví dụ như ở đây là gửi ngày 1, sau đó thì gửi tiếp ngày 2, rồi ngày 5, vân vân vân. Thì khi mà họ vào hệ thống thư của mình thì mình có thể gửi thường xuyên cho khách hàng, thì mình sẽ sắp xếp lịch trình, thì sẽ có cái bài hướng dẫn viết email như nào là hợp lý không. Thì hệ thống mà để gửi gửi thư tự động cho khách hàng thì chúng ta có rất là nhiều hệ thống, có cái Respond, có EWP, có ClickFunnels, vân vân. Nhưng mà hiện nay ở trong video này thì Hường sử dụng cái đơn giản nhất, đó là cái Respond có MailChimp này nọ nữa đấy. Thì trang thành viên Hường sẽ hướng dẫn về cách sử dụng MailChimp, ClickFunnels sau. Còn bây giờ mình cứ học về kỹ năng sử dụng một cái hệ thống gửi thư tự động căn bản đã, rồi sau này cái hệ thống khác nó cũng tương tự. Nếu mà mình không thích GetResponse, mình có thể sang MailChimp hoặc là ClickFunnels thì ok, thì vẫn sẽ có video hướng dẫn những cái công cụ đấy. Bây giờ chúng ta bắt đầu với GetResponse thì đơn giản ha. Bây giờ chúng ta sẽ đăng ký một cái GetResponse thu email vào đây, thì chúng ta gửi thư khách hàng tự động. Bây giờ chúng ta đã có cái trang opt-in chưa? Hôm trước Hường đã hướng dẫn ở video trước làm nào để tạo một cái form như thế này rồi đấy. Nhưng mà chưa hướng dẫn làm nào để lấy liên kết giữa cái form này với cái hệ thống gửi thư tự động, đúng không? Bây giờ trước tiên chúng ta phải có cái tài khoản GetResponse để nơi mà chúng ta email của chúng ta sẽ đi vào đó. Email của khách hàng sẽ đi vào đó và chúng ta thực hiện gửi thư và chăm sóc khách hàng thường xuyên qua hệ thống email. Bây giờ làm nào để đăng ký GetResponse? Đầu tiên để đăng ký GetResponse thì để Hường tìm cái cốc cốc đi, có thể là mấy Hường đã dính copy đăng ký trước đây rồi. Bây giờ Hường mở trình duyệt cốc cốc. Ok, mình có dính copy rồi thì khó đăng ký á cả nhà. Bây giờ để đăng ký cái response thì mọi người vào tomato hường.com set get response, tomato.com set get response ha. Đăng ký ở tomatohuong.com/getresponse thì mọi người có sẵn ở trong tài khoản 30 đô để sử dụng. Tức là khi mà mọi người lên getresponse đăng ký.com đăng ký thì mọi người sẽ không có sẵn 30 đô đâu. Rồi ok. Click vào đây. Xong rồi chúng ta bấm vào nút sign up free. Ở đây chúng ta điền họ tên, ví dụ như là Hường để tên là Lai đi. Email là gì đây ta? Email là empress.ak. Email này có khi đăng ký rồi nhỉ? Có email nào mới không? Email mới. Ở rồi chúng ta để một cái password để chúng ta đăng đăng nhập ha. Ví dụ như để password là, ví dụ Hương sẽ để password là tiếp thị giá cao 123, ai cần chấm than chẳng hạn, mình để cái mật khẩu như vậy. Rồi chúng ta điền vô create account. Rồi nó gần, nó bảo là gần xong rồi đấy. Bây giờ kiểm tra email để mà xác nhận là đã đăng ký. Hương sẽ check email bằng điện thoại. Mọi người cứ check email đi, nó sẽ gửi email đến cho mình. Ok, rồi ok, nó gửi cho mình một cái email là có cái chữ là activate account, thì mình sẽ bấm vào cái nút activate account, kích hoạt tài khoản ha.
Rồi ok, sau khi mà mình đã xác nhận thành công rồi ấy thì chung rồi chúng ta sẽ hoàn thành lại cái trang thông tin của mình tải lại cái trang này, có thể xác nhận bằng điện thoại sau đó tải lại cái ở laptop thì nó sẽ ra chúng ta điền thông tin vô, ví dụ như là Nguyễn Thị address, ví dụ như Hoàng Văn Thụ Phú Nhuận 700 Hồ Chí Minh City, chip code 700.000. Nếu mọi người chưa biết zip code của tỉnh thành mình đang sống thì lên mạng mình tìm hiểu ha. Ví dụ Hà Nội là 100.000, Hồ Chí Minh là 700.000. Mọi người search ví dụ như Đà Nẵng là bao nhiêu thì mình search là mã postal code của Đà Nẵng là nó sẽ hiện ra thôi. Lên Google có hết. Rồi. Ồ. Mà là tỉnh thành nào? Mình tỉnh thành nào thì mình cứ ghi vô rồi số điện thoại. Cái này cũng có thể là đang đăng ký rồi đó. Nên là chắc không được, số điện thoại bị sai rồi. Ok, số điện thoại này không được rồi. Mọi người điền một cái số điện thoại nào đó mà mình chưa từng sử dụng ấy, bởi vì một tài khoản chỉ sử dụng được một số điện thoại chỉ sử dụng được một tài khoản thôi. Rồi ok, số điện thoại này ok, đây là số điện thoại của một người quen của Hường. Rồi cái tài khoản này là nó cho mình sử dụng miễn phí 30 ngày. Sau 30 ngày thì mình phải nâng cấp lên cái bản có trả phí, tuy nhiên là phí nó cũng đối với cái mảng này kinh doanh trực tuyến như thế này thì chi phí này nó không nhiều đâu cả nhà. Mọi người có thể upgrade lên để chúng ta làm cho thoải mái upgrade luôn 1 năm ấy. Để nó upgrade được 1 năm rồi chúng ta có thể làm, ví dụ bấm vào upgrade sau 30 ngày ha. 30 ngày thì đang sử dụng miễn phí. Rồi chúng ta xem nè, ví dụ như gói cơ bản thì có 1.000 email đầu tiên thì chúng ta có thể bắt đầu bởi 1.000 email. Mình cứ bắt đầu bởi cái default trước đi. Rồi sau này cho 1.000 email này chúng ta sẽ có nhiều kinh nghiệm và chúng ta có thể đổi sang ClickFunnels hoặc là MailChimp thì rất tùy. Nhưng mà chúng ta cứ khởi động đi, cứ chi phí một chút rồi cứ làm tăng tốc lên, tăng tốc độ lên cho có kết quả thật nhanh đi đã. Rồi những cái chi phí này chúng ta sẽ sau này sẽ tối ưu hóa sau. Đương nhiên là đối với một số lượng email nhiều thì cái phần mềm khác nó sẽ ok hơn so với cái response. Nhưng mà nếu mới bắt đầu, dành cho người mới bắt đầu thì chúng ta có thể bắt đầu với cái response. Rồi chúng ta có thể chọn cái kế hoạch này, cái bản này. Ví dụ, chọn bản này để thanh toán. Thì chúng ta có thể thanh toán bằng PayPal hoặc là bằng cái card. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ thanh toán hàng năm hoặc hàng tháng. Rồi, trở về xem. Chúng ta sẽ chọn gói hàng tháng nó tiết kiệm được 18% này hoặc gói 2 tháng thì nó tiết kiệm được 30% lần. Chúng ta có thể chọn gói 24 tháng cũng được. Và mình sẽ thanh toán luôn cái mình chọn cái basic này nè để cho nó tiết kiệm cho người mới bắt đầu ha. Rồi sau đó thì chúng ta đã đăng ký được một cái tài khoản GetResponse rồi.